Chào mừng đại gia đình đã trở lại với gian bếp nhỏ của mình ngày hôm nay. Hôm nay thì mình sẽ vào bếp nấu cái món bánh xèo miền Trung nha các bạn nha. Ở trên bàn là tất cả những nguyên liệu để chúng ta nấu nên cái món bánh xèo miền Trung nha các bạn nha. Ở đây có một cái đĩa tôm các bạn. À, tôm rất là to, rất là tươi luôn ha. Một tí nữa thì mình sẽ làm cái món bánh xèo miền Trung. Đã nói đến bánh xèo thì chúng ta không thể thiếu bột các bạn ha. Ở đây mình đã có chuẩn bị một tô bột các bạn. Bột này là mình cái bột này nè các bạn nè, hương xưa nha mọi người, mình đang sử dụng bánh xèo bột hương xưa, đặc sản của Việt Nam nha các bạn nha. Và những nguyên liệu khác đi kèm đó là dầu ăn nè, bột ngọt, đường, nước mắm, ớt, tỏi, rau giá. Và bên này là đủ loại rau trong vườn nhà đó các bạn, gồm có rau thơm nè, rau quế nè, dưa leo nè, xà lách nè, để chúng ta ăn nha các bạn nha. Và đã nói tới bánh xèo thì chúng ta không thể thiếu rau hẹ các bạn đúng không ạ? À, rất là ngon luôn cả nhà. Và bên này là một cái đĩa trái cây rất là tươi luôn các bạn. Đĩa trái cây này thì mới đi chợ về nha các bạn nha, vừa cam vừa táo các bạn ha, để chúng ta có thể ăn tráng miệng nha cả nhà. Tất cả nguyên liệu trên bàn này đã được rửa sạch thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đi pha bột và đổ bánh xèo thôi nha cả nhà ơi. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành đi pha bột nha các bạn nha. Thì bây giờ ở đây thì mình đã có chuẩn bị nước sôi và nước lạnh các bạn ha. Thì bây giờ mình sẽ cho nước lạnh vào trước các bạn. Cho nước lạnh vào bột trước nha mọi người. Hai phần nước lạnh và một phần nước nóng nha các bạn nha. Ta có thể đảo đều bột lên nha các bạn. Khi mà bột đã tan ra hết rồi thì chúng ta mới chớ nước nóng vào nha các bạn nha. Như vậy thì bột đã tan ra hết rồi thì bây giờ chúng ta sẽ cho nước sôi vào nha các bạn nha. Đây là nước sôi nha các bạn, rất là nóng luôn. Các bạn nên nhớ rằng là khi vào pha bột bánh xèo thì chúng ta sẽ cho hai phần nước lạnh và một phần nước nóng nha cả nhà. Và cái bột này là mình sẽ để như thế này khoảng 3 tiếng sau nha các bạn nha. 3 tiếng sau mình mới đi đổ bánh xèo nha các bạn. Các bạn đổ thời gian bột khoảng 3 tiếng hoặc 4 tiếng á thì bột của chúng ta khi mà chúng ta đổ bánh xèo thì bánh mới được ngon nha cả nhà. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đi đổ bánh xèo nha các bạn nha. Ở đây có một cái chảo nóng thì chúng ta sẽ cho vào đây là một muỗng dầu ăn các bạn. Khi mà chúng ta đã cho một muỗng dầu ăn rồi thì chúng ta sẽ cho tôm vào các bạn ha. Các bạn thích ăn nhiều thì bỏ nhiều, mà các bạn thích ăn ít thì bỏ ít nha các bạn. Chở đều cho tôm chín nha mọi người. Tôm này rất là to các bạn. Tiếp đến thì chúng ta có thể cho một ít giá vào các bạn ha. Và một ít lá hẹ vào. Và tiếp đến thì bây giờ chúng ta sẽ cho bột vào các bạn nha. Cho bột vào. Bây giờ chúng ta sẽ đậy nắp lại các bạn. Và chờ 3 phút cho bánh chín nha cả nhà. Sau khi mình đã chờ đợi 3 phút rồi các bạn, bây giờ mình sẽ dở ra xem thử là bánh của chúng ta chín chưa. Wow, rất là thơm luôn các bạn ha. Bánh đã chín rồi nè các bạn, rất là vàng luôn. Thì mình tắt bếp. Ở bên đây thì có một cái đĩa các bạn ha, mình sẽ vớt bánh ra luôn. Wow, bánh rất là vàng các bạn. Rất là vàng mà rất là giòn luôn đó cả nhà. Thì bây giờ tiếp tục, chúng ta sẽ tiếp tục đổ tiếp nha các bạn nha. Chúng
chúng ta sẽ cho vào đây là 1,5 muỗng dầu ăn các bạn. Và mình sẽ cho tôm vào các bạn nha. Các bạn ăn nhiều thì các bạn bỏ nhiều nha, các bạn ăn ít thì các bạn bắt đầu bỏ ít. Mình có thể đỡ đều cho tôm nó chín nha mọi người. Tôm này là rất là to luôn, mình đã bóc vỏ ra rồi đó các bạn. Và tiếp đến rau giá thì các bạn rau hoa chúng ta có thể bỏ lên. Sau khi chúng ta đã cho rau vào rồi thì bây giờ chúng ta sẽ cho bột vào các bạn nha. Các bạn ơi, rất là thơm luôn á. Thì bây giờ mình sẽ đậy nắp lại và cũng tương tự như vậy chúng ta sẽ chờ đợi 3 phút nha cả nhà. Tương tự như vậy mình sẽ thăm bánh các bạn nha, đã được 3 phút rồi. Wow, bánh rất là thơm luôn các bạn. Các bạn xem. Bánh rất là thơm luôn mà rất là giòn luôn các bạn ha. Wow. Rất là ngon các bạn ơi. Bánh rất là giòn các bạn. Và tương tự như vậy thì chúng ta sẽ làm cho hết bột luôn nha cả nhà. Và như vậy là chúng ta đã có một cái đĩa bánh xèo rồi đó các bạn ha. Rất là vàng, rất là thơm luôn các bạn ơi. Đó, và một cái chén mắm rất là ngon luôn. Chua cay mặn ngọt nha cả nhà. Và bên đây là rau sống để chúng ta ăn với bánh xèo nha cả nhà ơi. Và một đĩa trái cây các bạn ha. Đó, rất là ngon luôn. Thì bây giờ mình sẽ đi ăn thôi nha cả nhà ơi. Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng đại gia đình đã trở lại với kênh của Hòn TV Cuộc Sống Malaysia. Thì hôm nay mình cũng đã chuẩn bị xong một cái món ăn cho mình rồi đó các bạn ha. Cũng rất là nhanh gọn lẹ các bạn. Đó là bánh xèo miền Trung các bạn nha. Bánh xèo miền Trung à, rất là còn nóng luôn các bạn à. Cái này thì vừa thổi vừa ăn các bạn ha. Wow, rất là giòn có các bạn và không giòn có ha. Và bên này một cái đĩa rau sống các bạn, đủ loại rau ha. À, đủ loại rau để chúng ta ăn với bánh xèo nha các bạn nha. Và nói đến bánh xèo này thì chúng ta đã có một cái chén mắm các bạn à, chua cay mặn ngọt để chúng ta ăn với món bánh xèo nha các bạn nha. Và nằm bên này là một cái đĩa trái cây rất là to luôn. Một tí nữa thì chúng ta sẽ ăn sau nha cả nhà. Đói bụng quá các bạn ơi. Thôi thì bây giờ mời tất cả các anh các chị và các bạn vào bàn ăn bánh xèo miền Trung với mình nha cả nhà. Mời mọi người. Wow, đói bụng quá, đói bụng quá. Ngon các bạn. Tôm rất là to luôn này các bạn. Cái này thì mình sẽ ăn với rau này các bạn ha. Đủ loại rau luôn mọi người. Và mình sẽ chấm với cái nước mắm này các bạn ha. Wow, nước mắm keo các bạn, chua cay mặn ngọt. Ngon quá các bạn ơi. Tất cả món ăn ngon hay dở đều là do nước chấm nha các bạn nha. Ngon quá. Tôm mình đã bóc vỏ rồi các bạn mà rất là to luôn á. Tất cả những cái đĩa rau, những loại rau nằm trên bàn này là mình trồng nữa các bạn. Nên ăn no luôn các bạn ha, không phải suy nghĩ.
Ngon quá mọi người ơi. Cũng đã lâu rồi các bạn mình không có ăn bánh xèo miền Trung các bạn. Ngon quá. Ngon quá các bạn ơi. Ở Việt Nam các bạn ha, nếu mà chúng ta thích ăn cái món bánh xèo này thì chúng ta có thể xách xe chạy ra ngoài quán là có bánh xèo ăn liền các bạn ha. Còn ở bên này đó các bạn, khó lắm các bạn. Ăn những cái món Việt Nam rất là khó luôn á. Nhưng mà có nữa thì họ nấu cũng không có ngon các bạn. Cho nên là mình tự nấu ở nhà ăn mọi người. Rau rất là ngon các bạn. Ngon quá. Ngon quá cả nhà. Rất là ngon luôn các bạn. Wow. Mắm ngon quá các bạn ơi. Ngon quá. Wow. Ngon quá cả nhà ơi. Ngon xuất sắc các bạn.
Wow, mắm nó cay các bạn ơi. Ngon quá. Các bạn có thể nấu cái món này cho gia đình ăn các bạn ha, cũng rất là đơn giản thôi mọi người. Ngon quá à. Ăn hết 4 cái bánh xèo đây là no tới chiều luôn các bạn. Wow, ngon quá các bạn ơi. Ngon quá. Quá wow, no quá các bạn ơi. Ăn bánh xèo nhanh no quá cả nhà. Ngon quá các bạn ơi. Ngon quá các bạn. Bây giờ thì mình sẽ ăn trái cây nha cả nhà. Ngon quá. Ui da. Các bạn xem cái quả cam mà nó to thấy sợ. Cam to quá. Này rất là tươi nha các bạn nha. Cam này họ mới hái nè các bạn. Bây giờ mình sẽ ăn một miếng táo nha cả nhà nha. Ăn táo cho nó nhanh đi. Nè táo rất là ngon luôn cả nhà.
Hôm nay cả nhà ăn gì? Cả nhà có ăn bánh xèo giống mình không cả nhà? Ngon quá. Táo rất là ngọt luôn các bạn. Ngọt quá các bạn ơi. No bác cả nhà ơi, ăn mấy cái bánh xèo no miếng chắc tới mai luôn ơi các bạn. Ngon quá cả nhà, đã lâu lắm rồi đó các bạn mình không có ăn bánh xèo đó mọi người, cho nên là hôm nay quyết định tự nấu ăn các bạn. Thì cái bữa ăn bánh xèo miền Trung của mình đến đây mình cũng xin kết thúc các bạn nha. Mình xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn, cảm ơn đại gia đình rất là nhiều luôn. Các bạn nhớ share, nhớ like, nhớ đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo của mình nha cả nhà. Xin chân thành đại gia đình rất là nhiều luôn. Cảm ơn các bạn nha, cảm ơn đại gia đình. Thank you các bạn nha, thank you everybody. Bye bye cả nhà nha, bye bye, bye bye.